nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi vô yết ta sa sa thu nô lô ca nó mình thá sa vi na thành tầng na ra pù cái này giá cần tăng pháp bảo với như anh vàng như lai xoay sang vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đệ dòng phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang đáng cho công chúng sân khô quý số thô số cát tát sơ sa mô quá tát đà đi là đã rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa liệt thể pháp phàm nhân ai bì. Con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công lát xích khá ra xa vi a nu mô bút tha phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn 222. Quý vị hoan hỷ nhìn lên trên màn hình ha. Yo we up bát tị tăng cô thần. Yo we up bát tị tăng cô thần. Yo we up bát tị tăng cô thần. Câu đầu tiên này chúng ta thấy có bốn từ. Yo là một, we là hai, ốc bát tị tăng là ba, cô thân là bốn. À, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. À, đầu tiên chữ vô, do đại từ giá. Đây là một đại từ. À, mà chữ giá này được đứng làm chủ cách, à, tức là bạch tham á, e câu quá chân nào bị phát tí. Giá biến thành vô. Vô là người nào, vị nào, ai. Vô là người nào, vị nào, ai. À, rồi. Từ thứ hai, quê. Thật vậy, đúng vậy. À, quê. Thật vậy, đúng vậy. Rồi, từ thứ ba, Úc Ba Tị Tăng. Úc Ba Tị Tăng. Ở đây tiếp đầu ngữ Úc. À, nhưng mà nó là tiếp đầu ngữ Út. Nhưng mà khi đi với Ba Tà Tí, Ba Tà Tăng, Ba Tí Tăng á, thì nó trở thành chữ Úc ha, thay vì chữ U với chữ D. Đây thì chữ U với chữ B. À, chúng ta thấy một cái sự biến hóa trong cái hình thức quá khứ phân từ năm. Và cái chính ở đây tức là động từ ba tập tí, tức là ngã, bay theo, rớt xuống. À, và cái động từ trong cái dạng mà quá khứ phân từ này, à, bát tí tá, nó được biến thành bát tí tăng. Đây là một cách chia của đối cách đô tỷ gia vị phát tí hay câu quá trình á. Bát tí tá biến thành bát tí tăng. Có tiếp đồ ngữ Úc ở phía trước. Vậy thì Úc bát tí tăng có nghĩa là đã được phát sanh, đã được phát sanh. Út, đúng rồi, Út mà thành ra Út. Ngã bay trèo rớt xuống, đã được phát sanh Út Bát Tị Tăng. Rồi,
Từ cuối cùng là cô thân, thì cô thân trong cái phẩm này gọi là phẩm cô tha, cô tha. Vậy thì chữ cô thân này có nghĩa là phẫn nộ, cô tha, nhưng mà được chia theo đối cách cho nên nó biến thành cô thân dutiya vipatti ekavacana. Cô thân là phẫn nộ, nóng giận. Rồi thêm câu số 2 nữa để hai câu nó bổ sung ý nghĩa với nhau. Ra thần phần thần quá hòa ra về, ra thần phần thần quá hòa ra về, ra thần phần thần quá hòa ra về. Câu số 2 chúng ta cũng có 4 từ, ra thần là một, phanh tăng là hai, quá là ba, qua ra về là bốn. Vậy thì chữ ra thân, chữ ra thân do cái từ ra tha, ra tha đây là một danh từ nam tính akarantapungalinga, và ra tha đây được chia theo đối cách số ít dutiya vipatti ekavacana, cho nên ra tha biến thành ra thân. Ra thân là chiếc xe, ra thân là chiếc xe, cổ xe. Rồi từ thứ hai, phanh tăng, phanh tăng, phanh tăng đây là một quá khứ phân từ nam tính, do chữ phâm cộng với tá, nhưng mà phanh tăng ở đây tức là phanh tá, nó cũng được chia theo đối cách số ít tức là dutiya vipatti ekavacana, cho nên phanh tá biến thành phanh tăng. Phanh tăng có nghĩa là đã bị chao đảo, đã lăn tròn không làm chủ được, tức là quay cuồng, chao đảo, lăn tròn. Rồi chữ quá là cái gì đây? Quý như do cái từ ý quá, quá là quý như, giống như. Qua ra về đây là một động từ số ít. Qua ra về động từ này cho chúng ta ý nghĩa là nên chế ngự, nên ngăn chặn, nên chế ngự, nên ngăn chặn. Thì hai câu này bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Vô quê ốc Pati tăng cô thân rất thân phanh tăng quá hòa ra về, vô quê ốc Pati tăng cô thân rất thân phanh tăng quá hòa ra về. Thật vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã sanh khởi, ví như cỗ xe đã bị chao đảo. Ý nghĩa câu 1, câu 2 ha. Rồi, ai muốn coi thì coi. Câu số 1, câu số 2. Thật vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã sanh khởi, ví như cỗ xe đã bị chao đảo. Alo, câu 1, câu 2 dài quá ha. Thật vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã sanh khởi, ví như chiếc xe đã bị chao đảo. Rồi,
Sa Thủ Xích Như Quang. Bây giờ chúng ta tiếp tục qua câu số 3. Tamahang Sarathin Prumi. Tamahang Sarathin Prumi. Tamahang Sarathin Prumi. Câu số 3 chúng ta có 3 từ. Tamahang là 1 ha, Sarathin là 2, Prumi là 3. Chữ Tamahang do cái từ tăng cộng với ahang. Mà cái từ tăng này nó là một đại từ nam tính do cái từ tá. Tá khi mà được chia theo đối cấp, tức là Duttiya Vipattiya Kavacana, thì chữ tá biến thành tăng. Tăng có nghĩa là người này. Người này được cộng với chữ ahang thì nó không còn tăng nữa, mà nó trở thành tamahang. Và ahang ở đây á, có nghĩa là nó nói về cái bản thân của chính mình. Ahang là ta, ahang là ta. Vậy thì ở đây chỉ tăng là người này, mà ahang là ta. Hai, từ thứ hai, Sarathin. Sarathin Sarathin có nghĩa do cái từ Sarathi. Sarathi, Sarathi đây là một danh từ nam tính. Ý karanta pumrin ga. Và chữ Sarathi này được chia theo đối cách số ít, Duttiya Vipattiya Kavacana. Cho nên chữ Sarathi nó biến thành Sarathin. Sarathin có nghĩa là sa phu, người đánh xe. Sa phu, người đánh xe. Hôm nay học sớm mà đi học trễ mà la đi học sớm, sướng thiệt ha. Cô này già cả rồi, 319 tuổi rồi, cho nên giờ này đi vô ai cũng ngồi ghế bàn đàng hoàng, vô đứng à, vô đứng, cho nên hỏi hôm nay đi học trễ ha. Sarathin tức là người đánh xe, sa phu ha. Rồi còn cái từ cuối cùng, Prumi. Prumi. À, chữ Prumi đây là một động từ số ít, do cái căn ngữ Pru. À, động từ này cho chúng ta ý nghĩa là gọi. Gọi. Kính lễ Đại Đức Nguyên Thông này mới gặp. À, Đại Đức Nguyên Thông vẫn còn nghe là minh mẫn, vẫn còn tỉnh táo, cũng biết đường vô rum này. Rồi, tức là sức khỏe tốt. Rồi, như vậy thì câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa là sao? Tamahang Sarathin Prumi. Tamahang Sarathin Prumi. Ta gọi người ấy là vị sa phu. Ta gọi người ấy là vị sa phu. Rồi, sa phu là người đánh xe ha, chứ không phải là phu quân là cái người ở xa, không phải vậy ha. Rồi, bây giờ còn câu cuối cùng ha. À, câu cuối cùng. Rasmik Gaho Itaro Chano. Rasmik Gaho Itaro Chano. Rasmik Gaho Itaro Chano. Câu cuối cùng có được 3 từ. Rasmik
Gia hô là một, tí tà rô là hai, và chát nô là ba. Xin bài á, xin đi cho. Nhưng mà ý nghĩa cái từ Ratmikaho, Ratmikaho ở đây do hai từ cộng lại, tức là Rasmi, Rasmi và chữ ga hồ. Chữ Rasmi nó là một danh từ nam tính. Ý karanta pumlinga Rasmi có nghĩa là dây cương, dây cương. Rồi chữ ga hồ, ga hồ do cái từ ga ha, gà ha, nó cũng là một danh từ nam tính. Akranta pumlinga thì chữ gà ha này có nghĩa là nắm bắt, cầm lấy, nắm bắt, cầm lấy. Và hai từ này đi chung, rasmik gà hồ, cái từ ra gà hồ nó đứng làm chủ cấp cho cái từ gà ha, cho nên cách chia của nó là Bathama Ekavachana Vipatti, cho nên ga ha biến thành ga hô. Vậy thì Rasmik ga hô có nghĩa là người cầm cái dây cương, người cầm dây cương, mà người cầm dây cương đây đó chính là sa phù, người mà coi như điều khiển, điều khiển chiếc xe gọi là sao phu hay là người cầm dây cương. Rồi từ thứ hai, itaro, itaro, itaro do cái từ itara, itara nó là một danh tính từ, nhưng mà nó được chia theo chủ cách số ít, chủ cách số ít, itara biến thành itaro. Đây là cách chia thứ nhất, bathamang ekavachana vipatti, itara biến thành itaro. Itaro có nghĩa là người nào khác hay là kẻ khác, kẻ khác. Chữ người đó chính là chữ Chano. Chano là người, nhưng mà nó đứng làm chủ cấp cho nên nó biến thành Chano. Chano là người, nhân loại. Kính lễ Ngài Pháp Thanh vừa đến với Pháp hội. Vậy thì câu Phật ngôn câu cuối cùng, Ratmikaho Itaro Chano, còn người nào khác chỉ là kẻ viện dây cương, còn người nào khác chỉ là kẻ cầm dây cương. Rồi như vậy thì qua ý nghĩa tiểu vận câu Phật ngôn 222 chúng ta đã hoàn thành. Thật vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã sinh khởi, ví như của xe đã bị chao đảo, ta gọi người ấy là vị sa phù, còn người nào khác chỉ là kẻ vịn dây cương. Xin lặp lại. Quả vậy, người nào có thể chế ngự được sự phẫn nộ đã sinh khởi, ví như của xe đã bị chao đảo, ta gọi người ấy là vị sa phu, còn người nào khác chỉ là kẻ cầm dây cương. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đọc khổ thơ lục bát thế này: tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ, có người chế ngự được ư? Như là sẽ gọi trường phu đời này. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ,
có người chế ngự được ư? Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. À, quý vị thấy cái câu của Ngài Hòa Thượng Giới Đức, Ngài nói những cái tiếng của địa phương. À, chắc là quý vị người Huế mới hiểu nổi, còn người trong Nam ấy thì nghe nó khó chừ, là không biết khó làm sao ha. Trong trong Nam thì có chữ mình ơn ha, nhưng mà đối với miền Trung miền Bắc thì mình ơn họ không biết là sao. À, có thêm vô một phần tiếng địa phương ha. Thôi thì quý vị đàm hiểu khó chừ là khó dữ lắm ha. À, mình ơn là còn thôi. Rồi còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch làm sao tương đối dễ hiểu hơn ha. À, Ngài Hòa Thượng Minh Châu với cái lối ngũ ngôn của Ngài, năm chữ ngắn gọn, súc tích, dễ học và dễ hiểu ha. À, ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hồ, à, cương hờ nhé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào tìm hiểu trường âm và đoạn âm ha. Nhưng mà cái phần mà từ vựng có ai thắc mắc gì không? À, ý nghĩa của từ vựng có ai thắc mắc gì không? Kim Ru. Vậy thì câu thứ nhất, vô quê úp ba tỷ tăng cô thằng, vô quê úp ba tỷ tăng cô thằng, vô quê úp ba tỷ tăng cô thằng. Câu này trước tiên chúng ta phải kiểm soát, biết rằng câu này có bao nhiêu âm từ, để chúng ta biết được cái thể thơ này nó thuộc về loại nào. Câu này bao nhiêu âm từ? 8 8 mà còn có chữ A nữa ha. Sư Dung Nguyễn đem mình cô giáo mà đem lệ lắm nè, đem ra được 8 âm từ. Rồi còn bà con có đồng ý không, hay là thấy 9 hay là thấy 7? À, chỉ có hai người là nhiều rồi. Là 8. Tại sao gọi là 8? Vô là 1, quê là 2, úp là 3, ba là 4, tí là 5, tăng là 6, cô là 7 và thân là 8. Đây là 8 âm từ trong câu số 1. Trong 8 âm từ này thì có bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Alo, khó quá hả? À, bây giờ sức mẹ ta xuất hiện. Nói rằng có 6 trường âm, đúng không bà con? À, mình chào đạo hưởng năng chiều. Sư Nhật Huỳnh cũng nói có 6, 6 trường âm, đúng không? Sư Dung Nguyễn, Sư Hành Dung, Sư Tina, rồi còn ai nữa? Sư Thì Lâm rồi này kia, tham gia chiến đấu đi, ngồi không buồn. Rồi từ cái buồn này chạy qua cái buồn khác, gọi là buồn ngủ luôn. Là coi như là đắc ngũ thiền á. À, cái gì người ta hỏi bao nhiêu trường âm chứ không gì ba loại trường âm hả? Hỏi có bao nhiêu trường âm? Thì bây giờ Sĩ Quay Ta, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Cả Hành Dung, bây giờ Sĩ Dung Nguyễn mới nghe rõ ha. 6 trường âm, vô là 1, quê là 2, úp là 3, tăng là 4, cô là 5 và thân là 6. 6 trường âm,
Vậy thì câu số 1 này có bao nhiêu đoạn âm? Sik Metta, Sik Nhật Quỳnh nó có hai đoạn âm. Khi nãy quý vị đã nói rằng câu này có 8 âm từ, mà trong 8 âm từ thì đã 6 trường âm, thì chắc chắn rằng còn hai đoạn âm. Cái gì mà ốp ba đượm là sao? Chị Chúa Tiên Na, cầu 0319 nè. Tại sao mà chát lên cái câu này, cái này không hiểu sao nữa. Bà con có ai hiểu không? Bây giờ câu 1. Vô quê Úc Bá Tị Tăng cô thần. Rồi Úc Bá là một, cô thần là hai, hay quá. Thôi bây giờ đưa bàn tay lên phân tích giùm đi. Nhìn vô đây mà hiểu là chết liền. Rồi bây giờ Chitina đưa tay phân tích câu số 1. Câu số 1 phân tích được là cả bài là xong ngay à. Người ta nói văn hay chẳng lựa lời dài. Vừa đọc đầu bài đã biết là văn hay rồi. Chỉ cần phân tích câu này là thấy rằng là thông suốt luôn cả câu Phật Quân 222. Rồi xin mời. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Nguyên Thông và sư Pháp Thanh. Con thì con chưa có chưa có rành lắm trên cái vụ cho nên con hiểu sao con nói vậy nha sư. Thì con thấy là trong câu này có 8 âm từ là Yêu quê Apati Tam Kho Tham. 6 trường âm là Yêu quê Tam Kho Tham là 6, và có 2 đoán âm là Upa Đa Sư với lại chữ Kho Tham, chữ DH là một đoạn âm. Dạ sư chỉ thêm cho con à. Con chỉ hiểu như đó. Con xuống mic ạ. Alo. Christina. Giờ biết hai đoạn âm đó chính là Úc Báo và Cô Thân. Thì mà con nghĩ sao? Trường âm thì ở trong đó cũng có chữ Úc, mà cũng có chữ cô, cũng có chữ thân. Nhưng mà bây giờ nói rằng đoạn âm có bao nhiêu thì nó có hai. Nó có hai là chính xác ha nghe. Bởi vì 6 trường âm rồi, nó có hai là chính xác. Nhưng mà đưa lên hai cái đoạn âm đó là Úc Bá và Cô Thần. Chịu nổi không bà con? Xin mời sư Dung Nguyễn. Làm sao cho người ta nghe, người ta hiểu dùm đi. Alo, sư Dung Nguyễn đâu rồi? Câu đầu tiên ha. Dạ, ơn kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư ông Trí Đức. Con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Quang và Đại Đức Nguy Trang ạ. Con kính chào quý bà quý cô tu nữ và con kính chào các cô chú các anh chị trong đạo tràng. Dạ con xin phép được phân tích câu số 1 ạ. Dạ con cảm ơn cô Metta, cô Nhật Quỳnh cho con biết tín hiệu. Con cảm ơn cô Như Quang đã bốc bài cho con. Dạ. Cho quê ấp tá tí tầng cô đạo thần, vô quê ấp tá tí tầng cô thần, vô quê ấp tá tí tầng cô thần. Dạ cho làm trường âm. Dạ cho là trường âm thông thường, quê
là trường âm thông thường, ấp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, tý là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cô là trường âm nhấn và thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và như vậy trong cái câu này có 6 trường âm và có 2 đoạn âm. 2 đoạn âm đó là bá và tý. 6 trường âm thì có 3 loại trường âm, đó là trường âm thông thường, trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con đã phân tích xong, thì con có sai thì con xin ngài và các cô giúp con chỉnh sửa cho đúng hơn ạ. Con đã phân tích xong, con xin dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Alo, sao mà Sít Mê Ta tặng hoa nhiều vậy mà Sít Nhật Quỳnh tặng có 2 cái ha? Nhắc có vấn đề gì rồi? Cái vấn đề không phải là vấn đề phân tích, mà có vấn đề chào đón, chào Chư Tăng. Mà ở đây để Đức Pháp Trang đâu có tới, mà chào để Đức Pháp Trang, rồi là chào đại đức Nguyên Trang nữa. Trời ơi, Nguyên Trang là không biết đại đức nào đây, mà trong khi đó có đại đức Nguyên Thông nè ha, có thượng tọa Pháp Thanh nè, không chịu chào mà chào đại đức Pháp Trang, rồi chào đại đức Nguyên Trang. Trời ơi, Nguyên Trang lên đại đức rồi ha. Chào là chào sai, mà mất bình tĩnh. Nhưng mà khi vô phân tích thì đâu có chỗ nào sai đâu. Đại đức Pháp Thanh mà được chào đại đức Pháp Cang, rồi đại đức Nguyên Thông mà đào chào cái đại đức Nguyên Cang. Trời ơi, rung cái gì mà rung ha. Lại nhớ bình định ha. Nhớ bình định. Trong cái sự phân tích của Thích Dung Nguyễn thì Thích Christina ha, nhớ rằng cái đoạn âm đó là chữ bá chữ tý, chữ bá chữ tý đó là 2 đoạn âm, còn lại là 6 trường âm. Trong 6 trường âm đó thì Sư Dương Nguyễn cho biết nó nằm trong 3 loại trường âm. Trường âm thông thường là vô quê cô nè ha, trường âm nhấn là chữ úp nè, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm đó là chữ thân. Như vậy thì cũng dễ đâu có khó. Nhưng mà tại Christina người mới cho nên phải cố gắng lên chút, đi vô trễ học trễ, mà nhiều khi còn vô nói, ôi sao hôm nay học sớm thế, tại mình đi vô trễ mà, thì thấy người ta học sớm mà coi như cũng có ý kiến ý cò. Như cô Nhật Quỳnh, con chưa có nắm vững trong phân tích. Rồi đúng vậy, không nắm vững cho nên phân tích sai. Cố lên, bảo đảm trước sau gì cũng là thành công. Nếu mà có một cái sự chú tâm, có một sự đam mê thì sẽ thành công thôi. Chứ thấy Sư Dung Nguyễn cũng mới với bộ, Sư Cảnh Dung cũng mới nè. Trong room của chúng ta cũng có nhiều người mới, nhưng mà rồi từ từ nó cũng sẽ nhừ thôi. Đây, câu đầu tiên còn ai ý kiến gì không? Vô quê úp bá tỳ tăng cô thân, vô quê úp bá tỳ tăng cô thân, vô trường âm thông thường, quê trường âm thông thường, úp trường âm nhấn, bá tý là 2 đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, cô là trường âm thông thường, và thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tăng, chữ thân. 1 trường âm nhấn đó là chữ úp. 3 trường âm thông thường đó là vô quê cô. Rồi như vậy thì chúng ta thông qua câu đầu tiên ha. Bây giờ câu số 2. Câu
số 2 ra thân phần tầng quạt hòa ra về, ra thân phần tầng quạt hòa ra về, ra thân phần tầng quạt hòa ra về. Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Câu này có bao nhiêu loại trường âm? Sít Mê Ta là người đầu tiên và Sít Nhật Quỳnh là người thứ hai. Cho biết rằng câu số 3 này có 3 loại trường âm. Sít Dung Nguyễn cũng bất chấp nữa ha. Câu này có 3 loại trường âm. Vậy thì trường âm thông thường có bao nhiêu? Trường âm thông thường có bao nhiêu? Trường âm thông thường chỉ có 2. Rồi, chỉ có 2, đó là chữ qua và chữ về. Chữ qua và chữ về là 2 trường âm thông thường. Rồi, xong. Bây giờ trường âm nhắn có được bao nhiêu? Trường âm nhắn Sít Mê Ta, Sít Nhật Quỳnh, Sít Dung, bây giờ Sít Hạnh Dung cũng tham gia nữa ha. Thấy cái bộ trường âm nhắn dễ hơn là trường âm thông thường, cho nên Sít Hạnh Dung nói có 1, đó chính là chữ phanh. Chữ phanh là một trường âm nhắn. Rồi, bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Rồi, Sít Nhật Quỳnh, Sít Dung Nguyễn, Sít Mê Ta, Sít Hạnh Dung đều nói là 2. Đó là chữ thân và chữ tăng. Chữ thân và chữ tăng, đó là 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và cái cuối cùng nữa, bao nhiêu đoạn âm? Bao nhiêu đoạn âm? Như vậy thì ai cũng đồng ý có 3 đoạn âm, đó chính là chữ ra, chữ quá và chữ ra. 2 chữ ra, 1 chữ quá, đó là 3 đoạn âm. Rồi bây giờ đó là cái vấn đề phân tích chung chung. Bây giờ ôn lại nè. Mời Sít Hạnh Dung ôn lại dùm câu số 2. Alo, xà thủ sẽ cần dùng. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con cảm ơn cô Như Quang, cô Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép phân tích câu số 2. Ra thăng phần tăng quá ra về. Ra thăng phần tăng quá hòa ra về. Ra là đoạn âm, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phần là trường âm nhấn, thăng tăng là thăng, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Và trong câu này có 2 trường âm đọc theo giọng nguyên âm là thăng và tăng. Và trường âm nhấn là phanh và trường âm thông thường là qua và dê. Và còn lại là đoạn âm là rá, quá. Và con đã phân tích xong vậy, nếu có sai, kính xin sư thừa cho con vậy. Con xin phép được xuống mít. Vậy.
Sa thú thì cái sẽ hình dung rõ ràng, nhưng mà khi gom lại thì đoạn âm thiếu một cái chữ ra, chữ quá và chữ ra, tức là đoạn âm có ba. Phân tích thì có trường âm đoạn âm chính xác, nhưng mà khi mà gom lại thì thiếu một đoạn âm, tức là có ba đoạn âm chứ không phải hai. Như vậy là cũng thành công rồi. Chị Nhật Quỳnh Siết Mê Ta tặng hoa. Vậy là thấy là chị Thành Dung rất là tiến bộ, phân tích rõ ràng, chính xác. Rồi, như vậy thì câu số 1, câu số 2, sau khi chúng ta đã phân tích và chắc chắn rằng trong đạo tràng của chúng ta không ai thắc mắc ha. Chúng ta xin đọc lại cho nó liền lạc với nhau. Vô quê Úc Ba Tị Tăng Cô Thăng Ra Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Ra Về. Vô quê Úc Ba Tị Tăng Cô Thăng Ra Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Ra Về. Vô quê Úc Ba Tị Tăng Cô Thăng Ra Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Ra Về. Bây giờ câu số 3. Tam Hằng Xà Ra Thình Phù Mỹ. Tam Hằng Xà Ra Thình Phù Mỹ. Tamahang Sarathin Prumi. Câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Câu này có bao nhiêu trường âm thông thường? Trường âm thông thường mà cũng khó kiếm quá ha. Alo, câu số 3, chị Cần Dung nó có 2. Chị Thi Lâm, bây giờ cũng tham gia chiến đấu à? Hồi nãy giờ ngồi không chịu không nổi, ai cũng lên cho biết ý kiến hay cò, còn ngồi đó ngủ gục. Bây giờ giật mình thức dậy thấy câu số 3 nói rằng có hai trường âm thông thường, đó chính là chữ Sa và chữ Pru. Cảm ơn Chị Thi Lâm. Rồi, trường âm thông thường chúng ta đã tìm ra xong. Vậy thì trường âm nhấn có bao nhiêu? Gã gái nó nhắc á, trường âm nhấn á, không thấy trường âm nhấn, có đâu mà thấy, đâu có trường âm nhấn câu số 3 đâu. Vậy thì trường âm đọc theo giọng nguyên âm có bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm sử dụng nguyện sinh mê ta sẽ cạnh dụng là có hai, đó là chữ thăng và chữ thình. Chữ thăng và chữ thình là hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Như vậy thì câu này quý vị thấy có bao nhiêu đoạn âm, bao nhiêu đoạn âm? Câu số 3, chính xác. Câu này có bốn đoạn âm. Quý vị biết làm sao không? Khi mà sinh hoạt ở trên room này, mấy con gà nó gáy nó minh họa, để rồi coi như họ đến với cái room này, họ biết rằng chúng tôi đang ở chùa. Còn khi mà không nghe tiếng gà gáy á, nó ô ông đi chơi chỗ khác rồi, bữa nay không có chùa. Mà cái chuyện đó đúng nha bà con. Về đây thì mấy con gà cũng quậy, nghe cũng vui. Đi chỗ khác không có tiếng gà gáy buồn. Cho nên lúc trước anh chàng gì, anh chàng gì chạy tương ớt, chạy tương ớt, anh nghe tiếng gà gáy bắt gà sơ phai. Bởi vì anh có sẵn là chai tương ớt rồi, cái nickname của anh là chai tương ớt, cho nên thấy gà gái là bắt xe phai. Đó là chuyện đã qua, vui vui để biết rằng tiếng gà gái cũng sẽ xác minh được cái chỗ ở của cái người đó ha. Trở lại câu số 3, hằng sa rất hình phù mỹ. Câu này ai cũng nói đúng hết, thì bây giờ làm sao mà người ta lên phân tích sai được hả? Bây giờ hỏi Trích Kina, cái câu số 3 này
Chích Metta, Chích Hạnh Dung, Chích Dung Nguyễn, có thi lâm không? Rồi, đã phân tích như vậy thì bây giờ Chích Trichina có thể lên phân tích được không? Lặp lại. Alo, được không ạ? Chắc chắn là lên phân tích sai rồi. Cho nên đúng rồi, thấy câu này nó bình thường, nhưng mà không phải là dễ. Cho nên cho qua ha, cho qua ha, năng nỉ ha. Đó, chán lên như vậy là năng nỉ với đạo tràng. Bỏ tay chấm con ha. Rồi trở lại câu số 3. Ta hằng xà ra thình phù mỹ ta ma hai đoạn âm. Hằng là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xà là trường âm thông thường, ra là đoạn âm, thình là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phù trường âm thông thường, mỹ là một đoạn âm. Vậy thì cái câu tam hằng xà lát thình phù mỹ được sự ôn lại, nhắc lại của Siết Niệm Từ ha. Alo, Siết Niệm Từ ơi, có mặt đặt tên nghe, chứ nhiều khi vô mà không mời lên nó khi dễ. Hôm nay đường truyền sao, có tốt chưa? Rồi lên thử âm thanh bằng câu số 3. Alo, Siết Niệm Từ, đưa tay được không? Hay là cái máy hiện đại dục micro mới chụp lấy? Rồi bây giờ vậy. Rồi đưa tay tốt mà. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, con kính lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Sis Như Quang, Sis Meta cho biết là âm thanh rõ. Dạ, thưa ngài, con xin phân tích câu. Dạ, cảm ơn Sis Quang, Như Quang. Câu số 3. Tamahang Sarathin Pumi. Tamahang Sarathin Pumi. Tá má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sa là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, thin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm. Và như vậy trong câu này có hai loại trường âm. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai, hăng và thin. Trường âm thông thường có sa, pru, và còn có ba, và có bốn đoạn âm tá, má, rá, mí. Và như vậy trong câu này không có trường âm nhấn. Và con đã phân tích xong. Dạ, con có sai, xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ, con xin dâng bích lại cho ngài. Alo, 123, 123. Chích Hạnh Dung này coi như thiên vị ha. Thấy Chích Niệm Từ phân tích hay quá, hay là cái giọng nói truyền cảm mà tặng tới 6 cành hoa, 5 cành hoa luôn. Trong khi Chích Meta chỉ có 3 cành. Như vậy cũng thiên vị nè. Đúng là đúng, sai là sai. Tặng 3 cành hoa là đủ rồi. Đây tới 5 cành luôn. Sa tu Sĩ Ca Niệm Từ à, hôm nay máy móc tốt à. Đưa tay là lên đọc thấy ào ào ha, đâu có chỗ nào sai đâu. Như vậy là câu số 3 chúng ta thông qua Tamahansa và Thinh Phù Mỹ. Bây giờ câu cuối cùng, nhà phân tích hay về giọng truyền cảm, nhất trí, nhất trí cái điểm đó. Cho nên thêm 2 cành hoa nè ha. 2 cành hoa là đúng 3 cành. 2 cành hoa sau có nghĩa là phân tích 2. Rồi truyền cảm nữa là thêm 2 cành nữa ha. Rồi, chính xác. Bây giờ câu cuối cùng ha.
Câu này khó. Ratmik Yaho Itaro Chano Ratmik Yaho Itaro Chano Ratmik Yaho Itaro Chano. Câu cuối cùng này, quý vị thấy có bao nhiêu âm từ? Chiếc kim vô là đây đứng hàng đầu liền ha. Nhanh tay lẹ mắt, câu này nó khác với ba câu kia. Ba câu kia có 8 mà câu này tới 9 luôn. Rồi trong 9 âm từ này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? Có 2 loại trường âm mà thôi. Sikkim và Sikmita nó có 2 loại trường âm. Vậy thì chúng ta thử coi bao nhiêu trường âm thông thường. Có 4 trường âm thông thường. 4 trường âm thông thường. Đó là chữ ga, chữ hô, chữ rô, chữ nô. Chính xác, 4 trường âm thông thường. Bao nhiêu trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Phải trường âm đọc theo giọng nguyên âm đưa lên hục dịch không à? Chứng tỏ rằng không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vậy thì trường âm nhấn có bao nhiêu? Trường âm nhấn có 2, đó chính là chữ rát và chữ mít. Chữ rát và chữ mít đó là 2 trường âm nhấn. Và để ôn lại cái câu số 4 này, giờ mời Sít Thi Lâm này ha. Hồi nãy thấy có tham gia chắc chắc, nhưng mà bây giờ là cầm micro để mà phân tích câu số 4. Sít Mì là Thi Lâm có thể cầm micro được không, hay là tham gia cho có mặt, nói rằng có mặt tôi đây, điểm danh xong rồi đi ngủ tiếp rồi. Ủa bây giờ còn còn chứ đâu có ngủ đâu. Dạ rồi con. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Sư Chí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ sau đây con xin phân tích. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Rasmik Gaho Itaro Chano. Chữ Rat là trường âm nhấn, chữ Mik là trường âm nhấn, chữ Ga là trường âm thông thường, chữ Hô là trường âm thông thường, chữ Ý là đoạn âm, chữ Tá là đoạn âm, chữ Rô là trường âm thông thường, chữ Chá là đoạn âm, chữ Nô là trường âm thông thường. Và trong câu này có tất cả là có tất cả hai là 9 từ, có 2 loại trường âm là trường âm nhấn và trường âm thông thường. Trong đó trường âm nhấn có 2 là rát và mít. Trường âm thông thường có 4 là ga, hô, rô, nô. Còn lại là đoạn âm, ý, tá, chá. Dạ con phân tích có sai, con mời sư sửa ạ. Con xin trả mất lại. Alo, sư Thi Lâm phân tích xong. Và sư Mê Ta đại diện cho đạo tràng tặng 3 cành hoa.
Như vậy là chứng tỏ Siddhi Lâm ha. Lâu lâu lên phân tích cũng đúng chứ đâu có sai đâu. Tưởng núp lùm thôi, ai ngờ cũng quá rành ha. Phân tích đâu có chỗ nào sai sót đâu ha. Chikina chậm quá rồi, mời lên là không dám lên. Nhưng mà ở dưới là cái đưa tay ủng hộ thuộc rác người ta không à. Mình phải lên phân tích để cho người ta biết đúng và sai, và kiểm nghiệm là chính bản thân của mình. À, xà thủ sẽ thị lầm Ratmikga Hồ Itago Channel. Như vậy là câu Phật ngôn 222 chúng ta cũng đã hoàn thành tốt ha. Vậy thì câu số 3 và câu số 4 sẽ liên lạc với nhau sau khi phân tích. Tamahang sa rapin pru mirasmikya ho itaro tachano. Tamahang sa rapin pru mirasmikya ho itaro chano. Tamahang sa rapin pru mirasmikya ho itaro chano. Rồi, bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha, sau khi phân tích xong. Chúng ta xin đọc trước. Yo we up bát tị tăng cô thăng rát thăng phân tăng qua qua rát dê tâm hăng xa rát thịnh bù mi rát mi ta hù y ta rô chan hồ. Yo we up bát tị tăng cô thăng rất thăng phần tăng quá hòa ra về tâm mà hằng xa rất hình bù mi rát mít gà hồ ta rồ chan nồ. Quý vị có hơi dài, đọc liền một hơi. Còn quý vị cảm thấy rằng bảo tồn lực lượng thì chúng ta nên dừng lại nơi câu số 2. Đừng bao giờ đọc từng câu một ha. Nếu mà chúng ta đọc từng câu một, đó là chúng ta đến vần. Còn đọc một lần hai câu, tức là chúng ta đã ổn định. Cố gắng lên trong cái cách đọc. Một lần chúng ta đọc hai câu thì nó bổ sung ý nghĩa cho nhau. Còn đọc từng câu một thì nó sẽ rời rạc. Bây giờ cách đọc thứ hai. Vô quê Úc Bá Tị Tăng Cô Thăng Ra Thăng Phần Tăng Quá Hòa Ra Về Tamahang sa ratin pru miras mit ya ho itaro chano. Đọc lại ha. Yo we up pati tang ko thang rat thang phan tang wa wa ra ye. Tamahang sa ratin pru miras mit ya ho itaro chano. Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe kẻ khác cầm cương hờ. Rồi, xin mời bàn tay của quý vị. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Nguyên Thông và các sư khác nữa. Con không có coi mấy sư, con sorry. Và các vị tu nữ và quý vị Phật tử. Trọ bên Mỹ đổi giờ, con tưởng con bên Việt Nam sư cũng đổi giờ. Con vô trễ một tiếng. Con mắc bài, không sao. Con dạ cảm ơn cô Như Quang với là cô Mỹ Tà cho âm thanh. Dạ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú câu 222. Dạ có hai người nghe đủ rồi. Trời ơi mất. Ok, con xin đọc. Vô trễ giờ. Vô quê úc phát tí tăng khô thăng rát thăng bằng tăng quá hòa ra về tam hằng xà rát thình rù mi rác mít gà hồ y ta rồ cha nồ. Vô quê úc phát tí tăng khô thăng rát thăng bằng tăng quá hòa ra về tam hằng xà rát thình rù mi rác mít gà hồ y ta rồ cha nồ. Vô quê úc phát tí tăng khô thăng ra thăng bằng tăng quá hòa ra về tam hằng xà ra thình rù mi rác mít gà hồ y ta rồ cha nồ. Vô quê úc phát tí tăng
Pati tăng khổ thăng ra thăng bằng tăng quá hòa ra về Tamahang sa rắc thình rù mi rác mít gà hồ y ta rô cha nô. Để đọc lại một hơi giống như sư có được không? Để lấy hơi. Yo we upati tăng khổ thăng rắc thăng bằng tăng quá hòa ra về Tamahang sa rắc thình rù mi rác mít gà hồ y ta rô cha nô. Ai chặn được phẫn nộ, như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương, hờ. Đó là bản dịch của Hạnh Phúc Thích Minh Châu. Ôi, sư cho con ba cái người sao, chắc là không có sai rồi. Con xin dừng máy lại cho người khác à. Nam mô Bụt Thầy dạ. Và dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ con xin được trả bài pháp cú kinh số 222. Dạ cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nhật Quỳnh thấy không có bàn tay ai nên Quỳnh xin phép được trả bài trước ạ. Giờ về úp bát đi tăng cơ thăng ra thăng phanh tăng quá quà ra về Tama hằng xa ra thình su mi rát mít gà hồ y ta rô cha nô. Giờ quê úp bát ti tăng khổ thăng rạch thẳng phanh tăng quá quà ra về Tama hằng xa ra thình su mi rát mít gà hồ y ta rô cha nô. Giờ quê úp bát ti tăng khổ thăng rạch thẳng phanh tăng quá quà ra về Tama hằng xa ra thiền rù mi rát mít gà hồ y ta rô cha nô. Ai chận được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Giờ quê úp ba ti tăng khô thăng ra ra thằng phanh tăng quá quà ra về ta ma hằng xa ra thình rù mi rát mít gà hồ y ta rô cha nô. Giờ quê úp ba ti tăng khô thăng ra thằng phanh tăng quá quà ra về ta ma hằng xa ra thình rù mi rát mi gà hồ y ta rô cha nô. Giờ quê úp ba ti tăng khô thăng ra thằng phanh tăng quá quà ra về ta ma hằng xa ra thình rù mi rát mít gà hồ y ta rô cha nô. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và dạ, con có sai, Ngài chỉ dạy lại cho con để con sửa. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bàn tay quý vị ạ. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy dạ. Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang cho biết tín hiệu. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. À, con kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 222. Vô quê úp bát tí tăng cô thăng ra thăng bành tăng quá hòa ra về tá má hàng xà ra thình rù mí rắc mít gà hồ ý tá rồ chá nồ. Vô quê úp bát tí tăng cô thăng ra thăng bành tăng quá hòa ra về tá má hàng xà ra thình rù mí rắc mít gà hồ ý ta rồ channel.
Vô quê Úp Bát Tí Tăng Cô Thăng Rá Thăng Bành Tăng Quá Hòa Rá Dê Tá Má Hăng Sa Rá Thình Prù Mí Rách Nít Gà Hồ Ý Tá Rô Chá Nô. Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hợ. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô quê Úp Bát Tí Tăng Cô Thăng Rá Thăng Bành Tăng Quá Hòa Rá Dê Tá Má Hàng Sa Rá Thinh Prù Mí Rách Nít Gà Hồ Ý Tá Rồ Chá Nô. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó chừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin nhường mic cho người khác. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Miên Thông, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, con kính lễ quý cô tu nữ trong đạo tràng. Đó là con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Sư Như Hoàng, cảm ơn Sư Nhật Quỳnh, cảm ơn Sư Mita và cảm ơn Sư Như Nguyễn. Con xin trả bài câu khắp pháp cũ 222. Vô quê Úc Bá Tí Tăng Cô Thăng Rá Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Rá Dê Tá Má Hằng Sa Rá Thình Prù Mí Rát Mít Gà Hồ Á Tí Rô Chá Nô. Vô quê Úc Bá Tí Tăng Cô Thăng Rá Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Rá Dê Tá Má Hằng Sa Rá Thình Prù Mí Rát Mít Gà Hồ Í Tá Rô Chá Nô. Vô quê Úc Bát Tí Tăng Cô Thăng Rá Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Rá Dê Tá Má Hằng Sa Rá Thình Prù Mí Rát Mít Gà Hồ Í Tá Rô Chá Nô. Dạ, con xin bà đọc bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Vô quê Úc Bá Tí Tăng Cô Thăng Rá Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Rá Dê Tá Má Hằng Sa Rá Thình Phụ Prù Mí Rát Mít Gà Hồ Í Tá Rô Chá Nô. Và con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó chừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Dạ, con đã trả bài xong và con có sai xin ngài sửa lại giùm con và niệm từ xin trao mic lại cho Christina. Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ chư tôn đức và con chào đạo tràng. Con xin trả bài Vô quê Úc Bá Tí Tăng Cô Thăng Rá Thăng Phanh Tăng Quá Hòa Rá Dê Tá Má Hansa Ratin Rumi Ratmik Ga Ho Ita Pro Chano. Ai nhận được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo we apati tang ko thang rat thang phát tăng wa 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 ra ye tama ha sa ra thêm ru mi ra mi ga ho i ta ro cha no. Tâm sân bộc phá rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó chừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Giới Giới Đức dịch ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ.
Con kính đảnh lễ ông Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, sau đây con xin trả bài. Dạ con cảm ơn cô Như Quang. Vô quê ấp Bát Tí Tăng Cô Thằng Ra Thằng Phần Tăng Vá Hòa Ra Về Tam Hành Xà Ra Thuyền Cù Mi Rát Mít Gà Hồ Y Tà Rồ Chá Nồ. Vô quê ấp Bát Tí Tăng Cô Thằng Ra Thằng Phần Tăng Vá Hòa Ra Về Tam Hành Xà Ra Thuyền Cù Mi Rát Mít Gà Hồ Y Tà Rồ Chá Nồ. Vô quê ấp Bát Tí Tăng Cô Thằng Ra Thằng Phần Tăng Qua Hòa Ra Về Tam Hành Xà Ra Thiền Rù Mi Rát Mi Rát Mi Gà Hồ Y Tà Rồ Chá Nồ. Ai chặn được phẫn nộ như dùng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, cả khác cầm cương hờn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô quê ấp Bát Tí Tăng Cô Thằng Ra Thằng Phần Tăng Qua Hòa Ra Về Tam Hành Xà Ra Thiền Rù Mi Rát Mi Gà Hồ Y Tà Rồ Chá Nồ. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó chừng. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi chuyện khu đời này. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin mời, có sai con mời sư sửa ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ kính lễ quý cô tu, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Như Quang và cô Metta cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 222. Vô quê úp Pati tăng cô tăng ra thăng phan tăng qua qua ra về tam hằng sa ra thình bru mi rát mi ga ho itaro chano. Yo ve upati tăng cô tăng ra thăng phan tăng qua qua ra về tam hằng sa ra thình bru mi rát mi ga ho itaro chano. Ai chận được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vô quê úp bá tí tăng khô tăng ra thăng phanh tăng qua hòa ra về ta ma hằng xa ra thình bù mi rát mi gà hồ y ta rô chá nô. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Đó là phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng. Con xin phép xuống mít. Dạ, con kính đảnh lễ ông Đức Ba Ngôi Tam Bảo, ông Đức Phật, ông Đức Pháp, ông Đức Tăng, con đảnh lễ ngài Chúa Đất. Dạ, con kính lễ sư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con kính chào các cô chú trong đạo tràng và con xin phép đọc câu Pháp Cú 222. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho con biết tín hiệu. Cảm ơn cô Như Quang đã bóp bài cho con. Dạ. Vô quê ấp Bát Tí Tăng Cô Thằng Ra Thằng Bằng Tăng Quá Hòa Giá Huệ Giá Ra Về Tá Ma Hằng Xà Ra Thìm Bù Mí Ra Mít Gà Hồ Ý Tích Ta Rồ Cha Dọc Cha Nồ. Vô
Vô về ấp bát tí tăng cô thăng ra thăng văn tăng hòa quá ra về tam la hằng sang cô thăng ra thăng văn tăng hòa quá ra về ra về. Dạ con đọc lại ạ. Vô quá ấp bát tí tăng con ra thằng bằng tầng qua hòa ra về tam ma hằng sầm ra thình bù mí ra ra mí ra mí gà hồ ta rồ cha nồ dù quá ức bát tí tăng cô thằng ra thằng bằng tầng hòa quá gia rề gia về tam ma hằng sa ra thìm bồ mi ra mi gà hồ y ta rồ cha nồ ai nhận được phẫn nộ như dừng xe đang lăn ta gọi người đánh xe kẻ khác cầm cương hờ. Dạ bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Vô quê ức bá tí tăng cô thằng ra thằng bằng tăng qua hòa ra về tam ma hằng xà ra tìm bồ mỹ ra mít già hồ y ta rồ cha nồ tâm sân bộc phát rất nhanh chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó chừng có người chế ngự được ư Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Dạ bản dịch của hòa thượng Giới Đất. Dạ, con đã đọc xong ạ. Con có sai thì con kính xin Ngài và các cô sửa chữa cho con đọc đúng hơn ạ. Con đã đọc xong. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con xin xuống mic. Sa thú sa thú. Wow. Sức Dung Nguyễn đã đọc như vậy là hay lắm rồi. Quý vị đã thành công. Cái bài này tương đối cũng hơi khó đọc ha, nhưng mà giọng đọc của vị nào nghe cũng hay hết. Đây là một cái sự tự quý vị vươn lên, đứng trên đôi chân của chính mình. Và dòng đọc quý vị có thể nhìn một văn bản nào đó và tập tỉnh để rồi tự tin lên chính bản thân mình. Về trường âm và đoạn âm quý vị đã nắm rõ thì chắc chắn rằng dòng đọc sẽ hay ha. Rồi bây giờ chúng tôi ôn lại và chúng ta có được một cái dòng đọc khác. Nếu quý vị thích dụng kinh thì đọc theo dụng kinh. Còn quý vị mà muốn cúng cái câu Phật ngôn này và an trú trong đó thì cái dụng kệ tương đối dễ hơn ha. Bây giờ chúng ta đọc về dụng kinh trước rồi đi qua dụng kệ ha. Vô quê Úc Ba Tị Tăng Cô Thân Rất Thân Phanh Tăng Quá Hòa Rá Về Tama hằng sa rất hình pru miras mic ga hồ itaro chano. Đó là cái cách đọc mà tương đối dễ đọc nhất, là chúng ta đọc hai câu ha. Và cách đọc mà khi quý vị đã nhuần nhuyễn thì đọc còn liên một hơi. Yo we up bati tang ko thang rat thang phan tang wa wa ra ye tama hằng sa rất hình pru miras mic ga hồ itaro chano. Đó là cách đọc thứ hai ha. Nhưng mà cách đọc thứ nhất chia ra làm hai để đọc hơn. Và trong cái dụng kệ thì chúng ta cũng cố gắng đọc một lần hai câu. Đây là một cái thể thơ 8 chữ thì chúng ta chia làm hai 4 4 ha. Vô quê ốp ba tì tăng cô thăng ra thăng phan tăng hoa hoa ra về Tama hăng sa ra thiên phù mi ra mi ga hô y ta rô cha nô Yô quê ốp ba tì tăng cô thăng ra thăng phan tăng hoa hoang ra dê
Ta ma hăng sa ra thinh phù mi ra mi ca hô y ta rô cha nô yô vê ốc ba ti tăng cô thăng ra thăng phân thăng và qua ra dê Ta ma hăng sa ra thinh phù mi ra mi ca hô y ta rô cha nô Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn Ta gọi người đến xe, kẻ khác cầm cương hờ. Rồi, bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Chắc chắn rằng với giọng của quý vị sẽ hay hơn chúng tôi. Rồi, ai là người đưa tay trước? Đưa tay lên, cho bỏ micro xuống, không ai chụp là bể. Rồi, xin Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Quỳnh Đạo Quỳnh, chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cũng xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ tận tình chỉ dạy cho chúng con để chúng con đọc được những văn bản Bali. Mỗi lần con đọc được những bài kinh Bali, con luôn luôn nhớ ơn Ngài. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, bây giờ thì con xin phép được kể và kính mời bàn tay quý vị trong đầu tràng, dạ, đưa lên. Dạ, dạ, cảm ơn Như Quang rất nhiều, có Như Quang, Nhật Quỳnh lặng, lặng sâu. Cảm ơn Như Quang nhiều lắm. Dạ, và xa thú bàn tay hạnh dung. Dơ quê ướp ba tì tăng cơ thằng ra thằng manh tăng à qua 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 ra về tả Ta ma hăng sa ra tinh tru mi đạt minh ga hôn y ta rô cha nô Dỗ quê ướp ba tì tăng khô thăng ra thăng banh tăng Qua qua ra về Ta ma hăng sa ra tinh tru mi đạt minh ga hôn Itarochano ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn ta gọi người đánh xe kẻ khác cầm cương hờ và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu vô quê ấp ba thì tăng cô thằng ra thành banh tăng qua qua ra về ta ma hăng sa ra tinh su mi rạch mi ga hô itaro cha nô dỗ quê ấp ba ti tăng khô thăng ra thăng phanh tăng qua qua ra về ta ma hăng sa ra tinh su mi rạch mi ga hô Itaro cha nô tâm sân bộc phát rất nhanh chiếc xe trực dốc hạnh thanh khó trừ có người chế ngự được ư Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này và đây là bản phổ thơ của hòa thượng Giới Đức còn thánh đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và mời bàn tay hạnh dung dung nguyễn chị Metta xích duyên xích niệm từ và kính mời đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thammay, Nam mô Sanghay. Và một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào đạo tràng. Con xin phép kệ câu Phật ngôn số 222. Và cảm ơn cô Như Quang. Yo we upa ti tang ko tang ra tang pan tang wa wa ra ye ta ma hang sa ra thing bru mi ras mi ka ho ita ro cha no Yo we upa ti tang ko tang ra tang pan tang wa wa ra ye ta ma hang sa Ratmi, Ratmika ho ho, Itaro cha no. Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Vô quê Úp Ba Tị Tăng Khô Tăng Ra Thăng Phan Tăng Hòa Hoa Ra Dê Tà Ma Hăn Sa Ra Thinh Bru Mi Rát Mi Ca Hô Y Tà Rô Cha Nô. Tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ, có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Giờ con đã kể xong, giờ con xin phép xuống mít kính mời đạo tràng. Dạ, đạo huynh xin kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quang cho biết tín hiệu. Cảm ơn cô Meta. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ sư Trí Đức, xin đảnh lễ sư sư Nguyên Thông. Dạ, con đảnh lễ sư Pháp Thanh. Dạ, kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, kính chúc quý vị thân tâm an lạc. Nhân mình học cái câu kinh Pháp Cú 222 này là về cái trường phẫn nộ, thì kính chúc quý vị tâm bình lặng như mặt hồ thu vậy đó. Dạ, mặt hồ thu có nghĩa là ai khen mình cũng vui, mà ai chê mình cũng giận. Dạ, đạo huynh xin xin đọc cái kinh. Dạ, đọc trước. Dạ, vô quê ú bách tiếp tăng khô thăng rá thăng Phanh tăng hòa rá dê tá ma hằng sa rá thình prù mí rách mít gà hồ y tá rô chá nô vô quê úp bá tí tăng khô thăng rá thăng phanh tăng quá hòa rá dê tá ma hằng sa rá thình prù mí rách mí hà hồ y tá rô chá nô. Thì cũng nhân đây là đạo huynh thấy cái có một cái bản dịch bằng Hán tự ha, đạo huynh xin đọc ha, là nhược năng ức phẫn phát. Thì cũng như là ai chọn được vết xe đó, ai chọn được phẫn nộ, như chỉ cấp hành xa, tức là như là mình dừng lại cái xe mà đang chạy theo là lệ, thị danh thiện ngự giả, tức là người xe giỏi, dư vi chấp cương nhân, tức là thừa sức cầm cương xe. Dạ, thì có một có cái bản này thì đạo huynh cũng xin góp nhặt thêm mà để chia sẻ cùng quý vị ha. Dạ, thì bây giờ đạo huynh xin kể. Dạ, vô quê u ba ti tăng khô thẳng ra thăng phan tăng hoa hoa ra về ta ma hăng sa ra thân tu mi ra smi ga ho itaro cha no yo we u ba ti hăng vô thăng ra thăng phan tăng hoa hoa ra về ta ma hăng sa ra thinh ru mi ra smi ga ho i ta ru cha no. Dạ, đạo huynh đã đọc kinh và kệ xong. Dạ, kính chúc quý vị thân tâm an lạc, thính pháp an vui. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Đạo huynh xin nguyện nhường biết cho một người khác.
Dạ, con không có thấy ai cầm nít hết, cho nên thôi con xin phép được cầm nít ạ. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đại chúng. Dạ con kính cảm ơn là cô Như Quang, cô Mít Ta, cô Như Quỳnh cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con cảm ơn Ngài đã bố bài ạ. Dạ con kính phép kệ ạ. Vô vệ ba ti tăng cô thân gia thân ba tăng ra hoa ra về ta mà tăng xa thân Jamigaho itaro chano Yowe upbati tangko thang Jathang batang wawaraye Tamahang saratin bumi Jamigaho itaro chano Yo ve upa ti tang ko dang thang a tang wa 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 ta ma hang sa ra tin bu mi za mi ja ho i ta yo cha no ai phẫn nộ ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn ta gọi người đánh xe kẻ khác cầm cương hờ. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chờ về ấp ba ti tăng cô thân gia thân băng tăng qua qua gia gì ta mang xa ra tìm bù phi gia mi a ho y ta rơ cha nô tâm sân bộc phát rất nhanh, chiếc xe trượt dốc hãm phanh khó trừ. Có người chế ngự được ư, Như Lai sẽ gọi trượng phu đời này. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong. Dạ con xuống dâng mít đến cho đạo tràng. Dạ con cũng kính chúc đạo tràng một ngày được an vui. Dạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ dạ huynh đạo huynh ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh xin phép phải cho huynh ăn chè ngang, tại vì huynh cứ cầm mic hoài luôn. Dạ huynh đạo huynh nghe phải không? Huynh coi lại máy đi. Dạ Nhật Quỳnh lúc nãy chạy ra ngoài thấy trong im ru chạy trở lại thì Nhật Quỳnh thấy Ngài Trí Đức bỏ mic huynh xuống, rồi bây giờ lại huynh lại cầm mic tiếp. Dạ hay không ai cầm mít là huynh cầm mít, nên Nhật Quỳnh phải cho huynh ăn chè, Nhật Quỳnh cầm mít mới dám thả huynh ra. Nếu mà thả sớm thì coi như là huynh lại cầm mít tiếp. Huynh coi lại cái máy của mình coi như thế nào nha. Dạ cảm ơn chị Mít Ta, cảm ơn huynh là huynh. Dạ đã cho biết được tín hiệu. Dạ còn bây giờ nếu huynh có muốn cầm mít. Hở ra là huynh giật mít tiếp rồi, khổ gì đó. Huynh coi lại máy nghe. Nhật Quỳnh xin phép huynh. Và bây giờ Phố Biển ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nếu Phố Biển nghe âm thanh Nhật Quỳnh thì Phố Biển lên cầm mít, Nhật Quỳnh đưa tay lên rồi Nhật Quỳnh sẽ thủ. Nếu mà thấy huynh đã huynh cầm mít thì Nhật Quỳnh sẽ cho
huynh đạo huynh ăn chè để phổ biển cầm mít. Phổ biển ơi, Thi Lâm ơi, có nghe không? Nghe không? Nhớ vị nào cầm mít không cho một tín hiệu đi. Chứ giờ Nhật Quỳnh thả huynh thả mít xuống là huynh đạo huynh nhảy lên giật mít tiếp thôi mà. Dạ, do máy của huynh có vấn đề rồi, không cầm mít. Dạ, không cầm mít thì bây giờ mời đạo tràng đi. Giờ Nhật Quỳnh thả ra đạo huynh cầm mít ra. Để Nhật Quỳnh thả thử cho quý cỡ vị coi nha. Rồi huynh đạo huynh cầm mít nha. Dạ, không biết mấy có vấn đề gì không thưa cô, chứ đạo huynh đâu có cầm mic. Dạ. Dạ, không biết đạo tràng có nghe tiếng nói của đạo huynh không ạ? Đạo huynh không có cầm mic. Dạ thưa cô. Dạ. Dạ con thấy là cái màn ảnh đâu có cái micro hiện lên đâu thưa cô. Dạ thành thử là nếu mà ngoài ý muốn thì đạo huynh rất là xin lỗi cô. Dạ. Cũng biết mở mic ra làm sao. Dạ. Thật ra không biết rõ bỏ sao thưa cô, không thấy cái mic nè. Dạ để con coi thử. Dạ. Alo, 123, 123. Đây là một sự trục trặc kỹ thuật của huynh đạo huynh. Và đã xong rồi. Bây giờ thì chúng ta với câu Phật ngôn này. Vì nào chưa kể thì cứ lên kể. 15 phút duyên sự ha. Bây giờ mới 6:10, còn 5 phút nữa. Vì nào cảm thấy rằng câu này dễ kể thì cứ đưa tay lên, còn nếu khó quá thì chúng ta đọc theo giọng kinh cho ổn định ha. Rồi sao im ru ta, bây giờ nghe duyên sự ha. Vô quê úc ba thị tăng cô thằng rất thằng phan tăng quá hòa ra về tâm hằng xa rất thình pru mít rất mít gà hồ ít ta rồ chát nồ. Yo quê úc ba tị tăng cô tăng rất thằng phan tăng quát hòa ra về tâm hằng xa rất thình pru mi rát mít gà hồ ít ta rồ chát nồ. Đó là giọng kinh ha. Bây giờ qua giọng kệ. Yo quê úc ba tị tăng cô thằng ra thằng phan tăng quát hòa ra về tâm hằng xa ra thình pru mi rat mika ho itaro chano yo we upa ti tang ko thang ra thang phan tang wa wa ra ye dhamma hang sa ra thing ko me rat mika ho itaro chano. Ai chẳng được phẫn nộ như dừng xe lăng, ta gọi đánh xe kẻ khác cầm cương hồ cầm cương hờ hả, cái này chịu việc mà nói còn đeo lưỡi vậy nè, thôi bà con thông cảm. Câu Phật ngôn 222 nói lên cái ý nghĩa khi Đức Phật ở tại cái tháp Akkhalawa, ngài đã đề cập đến một vị tỳ khưu. Khi mà Đức Thế Tôn cho phép vị tỳ khưu tăng ngủ trong các cốc ngoài ranh chùa, thì các vị thí chủ, nhất là các vị trưởng giả ở thành Vương Xá, họ xây các cốc cúng dường. Một vị tỳ khưu ở A La Huy quyết định tự mình cất cốc cho mình. Vị ấy tìm thấy một cái cây rừng thích hợp nên đốn hạ cây đó, và không ngờ nơi cái cây đó là cái nơi trú ngụ của một vị chư thiên nữ. Cô ta bồng đứa con trai còn bé thơ. Vị chư thiên nữ này ấm con hiện ra trước mặt vị tỳ khưu và yêu cầu rằng: thưa ngài, ngài đừng có đốn phá đền đài của tôi không thể ấm con đi lang thang
vì không có cái chỗ trú ngụ. Vị tỳ kheo này nói rằng ta không thể nào tìm được cây khác tốt hơn cái cây này. Rồi không cần đếm xỉa gì cái lời của vị chư thiên nữ, vị thọ thần đó. Và vị tỳ kheo này tiếp tục đốn cái cây đó. Vị chư thiên nữ này mới suy nghĩ, nếu mà nhìn thấy đứa bé này chắc ngài sẽ dừng tay. Và cô ta mới đưa đứa con trai của mình nằm trên nhánh cây. Tuy nhiên cái vị tỳ kheo vẫn vung búa lên rồi, không thể điều khiển, không thể kèm lại được. Và theo cái đà của cái búa đó đã chặt đứt cánh tay của đứa bé. Vị chư thiên nữ nổi giận, này giận một cách dữ dội, đưa cao hai cái tay lên định đập chết vị tỳ kheo. Nhưng mà rồi cô ta tự nghĩ, à cái vị tỳ kheo này là người có giới đức, nếu mà ta giết chết người này ta phải rơi vào địa ngục. Và lại khi ấy các vị thọ thần khác thấy như thế và bất chước theo ta thì sẽ tự nhủ, khi thấy có một tỳ kheo đóng cây của mình ở, ta đã có một cái vị thọ thần đó giết chết một vị tỳ kheo trong một trường hợp như thế này, rồi họ sẽ sát hại các vị tỳ kheo khác. Và lại vị tỳ kheo này là người có chủ, vậy thì ta hãy đem cái chuyện này nói lại với chủ của ông ta. Và thế là vị chư thiên nữ hạ tay xuống, vừa đi vừa khóc, đến đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi đứng qua một bên. Đức Phật mới hỏi cái vị thọ thần chư thiên nữ đó, có chuyện gì vậy hả này thiên nữ? Bích Đức Thế Tôn, một vị đệ tử của ngài đã làm như thế, đã làm như thế, con nổi giận quá muốn giết chết ông ta. Nhưng mà con suy nghĩ lại, dằn cái tâm sân xuống và đi đến đây trình lên cho ngài biết. Vị nữ thọ thần phục lại trọn vẹn câu chuyện lên Đức Phật. Nghe xong thì Đức Thế Tôn phán rằng, lành thay, xà thú, này thiên nữ, cái việc mà cô làm là đã dằn được cái tâm sân khởi lên như vậy, ví như một người kềm chế được chiếc xe đang chạy. Đây là một việc làm rất là tốt đẹp. Và Đức Phật đã ngâm lên câu Phật ngôn 222. Yô quê úp bát tỷ tăng cô thần ra thần phan tăng quá hoa ra dê tá mạ hăng sa ra thình phù mỹ ra smic gà hồ y tạp đồ chát nồ. Yô quê úp bát tỷ tăng cô thần ra thần phan tăng quá hoa ra dê tá mạ hăng sa ra thình phù mỹ ra smic gà hồ y tạp đồ chát nồ. Ai chặn được phẫn nộ như dừng xe đang lăn, ta gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Và cuối câu Phật ngôn này, vị chư thiên nữ chứng đạt thánh quả dự lưu, và tứ chúng hiện diện ở đó cũng được rất nhiều lợi ích khi nghe câu Phật ngôn này. Mặc dù chứng được quả vị tu đạo nhưng mà vị chư thiên nữ vẫn đứng khóc. Đức Thế Tôn mới hỏi rằng, này thiên nữ, cái gì vậy? Bạch Đức Thế Tôn, đền đài của con đã tan nát, bây giờ con sẽ làm gì đây? Ồ, được rồi, này thiên nữ, đừng có bi lụy nữa, ta sẽ cho cô một ngôi đền đài để mà ở. Và Đức Phật chỉ một cây đại thọ trong vòng chùa Kỳ Viên gần Hương Thất, mà nơi đó vị thọ thần vừa mệnh chung hôm qua, nói rằng ở nơi ấy là nơi trú xứ của cô, là nơi mà cô là một nơi rất là cô tịch, rất là thanh tịnh, xứng đáng với cô. Vị nữ thọ thần vui mừng đi đến nơi đó, và từ đó về sau
các vị chư thiên đại thần lực có đến cũng không dám chiếm đoạt cái trú xứ của vị thiên nữ này, vì biết rằng ngôi đền đài này đã được Đức Thế Tôn ban cho cái vị chư thiên nữ đó. Nhân dịp này, Đức Phật giới cấm các vị tỳ khưu phá hoại thảo mộc. Nhân từ này cho chúng ta thấy rằng luật cấm tỳ khưu việc đốn cây trước tiên phạm lỗi tại ông này. Con thần bé bỏng đang nằm đó, búa bén to sầm vụt chém gây. Nhờ tính dằn tâm thưa thẳng Phật, nếu mê nổi giận giết ngay thầy. Quan gia răng mở đừng nên buộc, trong rủi làm sao cũng có may. Tô Phật Ngôn 222. Chúng tôi đã trình bày duyên sự xong, và thời gian còn lại là thời gian để quý vị thảo luận về câu Phật Ngôn 222. Rồi quý vị nghĩ sao qua coi duyên sự của câu Phật Ngôn này? Alo, chúng ta còn 10 phút nữa, xin mời bàn tay của quý vị nghĩ sao nói vậy đi. Với câu Phật Ngôn này, đây là một bài học để chúng ta nhớ rằng muốn làm một cái việc gì phải cho phép tắc đàng hoàng, chứ không phải là thấy hay, thấy đẹp, thấy cái gì là cũng muốn sở hữu của mình. Mà muốn làm sở hữu thì phải hợp pháp. Một ông thợ rừng khi vào trong rừng mà thấy có những cái cây vừa ý thì không thể đốn liền tại chỗ, mà ông ta phải xin phép thọ thần bắt cây này tôi sẽ đốn. Nhưng mà muốn đốn thì phải chặt vào đó 3 nhát, để đó trong vòng 3 ngày hoặc là 1 tuần thì đến đốn không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khi thấy đẹp quá, đốn liền tại chỗ, nhiều khi hộc máu chết tại chỗ. Bởi vì những cái vị thọ thần, những cái vị chư thiên ở đó, họ chưa có di chuyển hộ khẩu, họ chưa có cắt một cái đền đài, một cái nhà của người ta, mình tới mình phá thì dễ bị ăn đòn vị tỳ khưu này. Nếu mà vị chư thiên kia không dằn cái tâm sân hận thì chắc chắn rằng cái vị tỳ khưu này cũng đi đoàn tụ rồi. Dù có giới đức nhưng mà cái việc làm của chúng ta là một cái việc làm phi pháp của có chủ gìn giữ, mà bây giờ chúng ta không xin phép và người ta chưa có đi mà chúng ta đã có những hành động như vậy. Vậy vị chư thiên này đã đem đứa con ra để kêu gọi cái lòng từ, nhưng mà vị tỳ khưu này bất chấp. Để quý vị thấy, nếu mà vị chư thiên nữ này không trình báo với Đức Phật mà thẳng tay sát hại vị tỳ khưu đó thì cái chuyện rất là dễ thôi. Nghĩa là sự phẫn nộ của mình tự vệ, mình giết cái vị đó thì thấy rằng đó cũng là vấn đề thường tình. Nhưng mà vị chư thiên kia mới nghĩ rằng ông tỳ khưu này có ông thầy, có ông chủ là Đức Phật, thì bây giờ mình đem trình bày với ông chủ, ông thầy đó thì chắc chắn sẽ giải quyết một cách ổn thỏa. Và Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn này, tán thán cái vị chư thiên đó đã kiềm chế được cái tâm của mình. Người ta nói lo mất ngôn, giận mất hồn. Nhưng mà cái vị chư thiên nữ này, con mình bị chặt đứt cánh tay, nhà cửa của mình phá tan nát, nhưng mà dằn được cái tâm sân hận, không có trả thù với vị tỳ khưu đó, mà trình báo với Đức Phật. Và Đức Phật đã ban cho pháp nhũ hưởng được hương vị của thánh quả. Đó là một điều tuyệt vời.
Đó cũng là vấn đề nhân duyên. Để rồi khi nó đã chín mùi và Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn này, cô ta đạt được thanh quả dự lưu. Rồi bây giờ quý vị có ý kiến gì về câu Phật ngôn này? 10 phút còn lại chỉ có 6 phút thôi. Alo, ai có ý kiến gì không? Câu Phật ngôn này khó quá ha. Rồi mời Sức Kim. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh và sư Nguyên Thông. Không biết Pháp Thanh Pháp Trang, con cũng quên đó. Dạ, dạ các cô tu nữ và quý Phật tử. Cái câu kệ này sư đã nói hết trơn rồi, con đâu nói gì đâu, con chỉ có thắc mắc thôi. Ờ, thì con nói lại là cái sự sân hận khi mà nó nổi lên, rất ít người mà dằn được cái đó. Tại vì cái tự ngã của họ rất là to lớn, họ cái thành kiến họ rất là lớn. Cái này là của tôi, cái này là vậy vậy. Nó hại con, nhất là ông vị sư này đã làm đứt cánh tay của đứa con của cái bà thọ thần này ở trên cái cây đó đó. Thì như người khác á, thì rất tức giận, cũng như ngoài đời mà ai mà vô mà xâm chiếm nhà của mình mà còn gây thương tích, mà làm mà con cái người của mình bị trầm trọng vậy thì người ta sẽ trả thù lại nữa. Thì nhân cái dịp này con cũng mắc cười đó. Cái xứ mà sư đang ở đó, người ta không chịu cho nhà, người ta không chịu bán nhà, rồi cứ cướp đất người ta, rồi người ta thưa tiện đủ thứ, thưa lên tới ngoài đỉnh cao trí tuệ nó cũng không xong nữa. Thì làm sao sư? Còn cái câu, còn câu hỏi thứ hai của con nữa là không biết nếu mà cây cối mà thuộc trong cái phạm vi tài sản của trong nhà của mình á, khi mà mình muốn chặt cưa cây đó, mình có phải chờ 3 ngày không sư? Hay là mình lợi mình nói với cái cây đó lá nhiều quá, sùm quá hả, phải trim bớt, cưa bớt á, hay là mình phải chặt bớt, mình có phải nói cho mấy cái người đó đi không? Tại vì cái đó trong tài sản của mình mà. Con nhớ trong câu chuyện mà ông cấp cô độc á, thì có một vị thần nào đó đi vô trong nhà ổng, dụ ổng, nói ổng đừng có theo Đức Phật nữa. Mà lúc đó ổng đã vô quả dự lưu rồi, ổng ghét quá, ổng đuổi ra luôn. Ổng nói đây là nhà của ta, ta không cho nhà ngươi ở đây nữa, ngươi phải đi. Thì cái vị đó phải đi lang thang, không có nhà ở. Thì cái thắc mắc của con là, con hỏi sư vậy đó, nếu trường hợp mà cây cối thuộc trong cái phạm vi của nhà của mình, không phải ở trong rừng, không ở ngoài đường, thì mình phải làm gì khi mình muốn cưa cây, đón cây đó? Dạ, có, nó cũng gần hết giờ đó, còn mấy phút rồi. Dạ, con xin trả máy lại. Dạ, xin cảm ơn quý vị lắng nghe. Dạ, xin quý vị được một ngày ăn vui. Dạ, con xin trả máy lại. Alo, 123123, Sức Kim. Trong cái vấn đề xã giao ha, tức là có bảy pháp, pháp cuối cùng ha, tức là Padisantha Ragaravo, nghĩa là tôn kính trong sự giao tiếp. Câu qua có lại mới tỏ lòng nhau. Đi thưa về trình, đó là một cái vấn đề lịch sử của một người trí thức, một người biết điều. Thì bây giờ nhà người ta, mặc dù trong cái trú xứ mình là chủ ha, mình là chủ, nhưng mà chủ của cái nhà chứ không phải là, thì bây giờ mình điều khiển được những cái gì trong nhà của mình. Nhưng mà trong cái vấn đề thảo mộc thì cũng có những cái vị tọa thần, họ cứ ngồi trong cái cuộc đất của mình. Thì mình có gì mình nói hành tiếng chứ, mình nói với người ta hành tiếng. Chứ còn không á, quý vị đừng có nghĩ rằng ồ cái chỗ này một cái miếu hoang, không có ai hết, thôi bây giờ mình đi đường mệt mỏi, mình vô cái mình nằm xuống phê một giấc, xin lỗi ngủ không có yên đâu. Tới một cái miếu hoang, mặc dù không, mình thấy không có người nào nhang khói, không có người nào quét dọn dơ hay mình lấy cái chỗ mình quơ 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 rồi mình nằm xuống ngủ,
nhưng mà chưa chắc đã ngủ yên. À, mình phải đối diện với cái vị chủ của cái thần hoàng thổ địa, hoặc là cái chỗ người ta đang thờ đó, dầu không có nhang đi nữa, mình cũng thể hiện sự tôn kính, chắp tay lại hoặc là cúi đầu, kính thưa, kính trình, tôi tên là gì, lỡ đường, xin phép ngủ ở đây một đêm. À, và thế là mình ngủ yên giấc. Còn mà không trình báo, không thưa gửi ha, xin lỗi, nằm đó phê rồi không biết gì cả, sáng ngày thức dậy thấy mình nằm ngoài sân á, à, chứ không phải nằm ở trong cái miếu đâu. Thì ở trong nhà mình cũng vậy, nồi nào dung nấy, cảnh nào có ở đó, cây cối thì có thọ thần ha, rồi ở sông thì có giang thần, có hà bá ha, rồi đất thì có thổ địa ha, núi thì có sơn thần, ở đâu cảnh giới cũng có người này người kia họ cai trị. Thì mình phải biết điều, à, mình đi đến một cái chỗ nào xa lạ thì mình phải theo phong tục tập quán ở chỗ đó, rồi mình phải thích nghi. Chứ bây giờ cái phong tục của người ta vậy mà bây giờ mình nghĩ là ô tôi là Việt Nam số 1, à, xin lỗi, à, xách dép chạy không kịp, à, hoặc là bỏ của chạy lấy người, mình không thích nghi với người ta thì chắc chắn rằng mình sẽ bị sa thải. Trở lại vấn đề, rừng nào cọp nấy, hoặc là phép vua thua lệ làng, thì trong một cái chú xứ, trong một cái chỗ ở, à, mình đến phải biết chủ nhà đó, mình muốn cái cây này mình muốn hạ để làm cái gì, thì mình phải không phải là dòng tay xin phép, nhưng mà trong cái cõi vô hình mình chỉ cái tâm của mình hướng đến, à, mục đích của cây này rồi sẽ sử dụng nó và trình báo cho các cái vị biết để rồi quý vị, à, di dời hộ khẩu, à, chúng tôi sẽ sử dụng cây này, à, tức là phải nhá vào trong cái cây đó 3 nhát hoặc là 1 nhát để biết rằng mình có sự quyết tâm, ừ, mà trong Phật giáo gọi là vinh đú, làm dấu. Rồi bây giờ thì cũng đã hết giờ, à, nói lên vậy để rồi trong cái cõi vô hình chúng ta vẫn có một cái sự liên quan, chứ không phải nói rằng chúng ta chỉ có cái sắc mà không có cái danh, à, chính của người của chúng ta cũng có 2 phần đó, danh và sắc. Thì cái cõi vô hình là một cái cõi mà trong Phật giáo cũng có nói lên cái vấn đề đó. Vậy thì chúng ta nên tôn kính người ta một tí, đừng có nghĩ là mình là cái rốn của vũ trụ, cái ngã của mình lớn quá, à, ngã lớn tức là té đó. À, thì bây giờ hạ bớt cái ngã xuống một chút, té nó bớt đau ha. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ, với phước lành mà chúng ta học hỏi những lời của Đức Phật dạy để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tấn hóa. Xin chư thiên quan hệ lý công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh, bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo năm truyền, được an lành tịnh lạc. Ê tê la sa chê qua chê na sô tê vô hô tụ sa pa đà. Do lời chân thật này kính dân và phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. À, xin mời Sĩ Hồng Nhật và chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt ở tại đây. Alo, Sĩ Hồng Nhật chạy đâu rồi?
sóng vương phun nhà mưa dương, chư tiên hoa rắc cung dương, và cõi rung động thanh dương chói nhòa. Bay bước đi liên tòa kết lũ, chỉ đất trời nhuần tranh pháp trời người hân hoan.